Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kiến tạo một nền tảng kiên cố. Tông chỉ giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành là trước hết phải xây dựng một nền tảng nhân cách cho thiệt vững chắc, khiến cho các em trong trường tiểu học, trung học và đại học ai cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, trung hiếu nhân ái, tức là phải chú trọng đến tinh thần giáo dục, làm cho học sinh có được căn bản làm người vững chắc để tương lai các em ra ngoài đời làm việc gì thì cũng theo tư tưởng đạo đức mà làm. Nếu được như vậy thì các em mới có thể làm tiêu chuẩn cho người khác bắt chước, hay làm cái gương cho người khác theo, khiến cho ai cũng có thể nhìn các em mà học tập. Từ từ phong tục tập quán hư xấu của xã hội sẽ được cải thiện, biến thành một xã hội mà ban đêm nhà không cần khóa cửa, ngoài đường đồ vật rơi đất không ai cần lượm. Xã hội này tại sao không được tốt đẹp? Bởi vì chẳng ai có căn bản làm người vững chắc, do đó mới bị tài sắc danh thực thùy, tức là tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, năm thứ dục vọng như những luồng gió lôi cuốn bốn phương tám hướng, khiến ai cũng hồ đồ mê muội, chỉ biết mưu cầu sự khoái lạc sung sướng, nhưng không biết hiếu đễ trung tín gì cả. Bởi vì không biết đạo lý nhân nghĩa, lẽ chí tín, cho nên mới làm cho thế giới đầy rẫy chướng khí hắc ám và không còn thể thống gì nữa. Nền giáo dục ở Vạn Phật Thánh Thành dạy cho học sinh phải có căn bản làm người cho vững, từ đó mới đề cập đến những đức tính khác. Tôi cũng giống như là cây đầm, chuyên đầm đất, đầm sao cho nền tảng đạo đức của các em nhỏ được kiên cố, để tương lai các em có thể trở thành những bậc nhân tài, đó là mục đích của tôi. Các bạn nhỏ, đừng nên coi thường, các em là các vị chủ nhân tương lai của đất nước. Lúc các em lên lớp học tập, ngoài việc nghe theo lời giảng dạy của thầy cô, các em phải học tập cách diễn giảng. Khi các em đã có kinh nghiệm diễn giảng rồi, thì các em không còn sợ hãi nữa. Tương lai, các em sẽ là những nhân tài có thể hoằng pháp và có được khả năng biện tài vô ngại. Các thầy cô, các giáo sư, các bạn hãy chịu khổ thêm một chút nữa để dạy dỗ các em thanh niên nhỏ tuổi này. Hãy huấn luyện chúng thành những kẻ có trí huệ, những kẻ có tài năng, những kẻ mà khi thấy việc nghĩa thì mạnh dạn mà làm. Hãy dạy chúng sẵn sàng hiến thân để phụng sự cho việc công, bảo vệ pháp luật, trở thành những công dân ưu tú. Các bạn hãy hiểu rằng, muốn xây dựng nền hòa bình thế giới thì phải bắt đầu từ nền giáo dục. Khi nền tảng giáo dục được thiết lập vững chắc thì quốc gia mới có thể giàu mạnh, thế giới mới có thể hòa bình. Hiện tại, bởi vì nền căn bản giáo dục của các quốc gia không kiên cố nên mới tạo ra những thanh niên không biết giữ gìn quy củ, ăn no chẳng có chuyện gì làm rồi trở thành những kẻ du côn lãng tử. Tôi dám nói rằng những học sinh tiếp thụ nền giáo dục ở Vạn Phật Thánh Thành, bất luận là các em sinh viên đại học hay là các em học sinh ở trung học, tiểu học, ai ai cũng biết giữ quy củ, biết bổn phận làm người, biết làm sao để tài bồi đức hạnh của mình. Tôi hy vọng các em lấy đó làm phương châm, nỗ lực học tập để trở thành những người hữu dụng cho đất nước. Ha ha ha,